Xin chào mọi người. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một loại phân bón rất hữu ích cho cây trồng. Đó là phân bón canxi nitrat bổ sung vi lượng, bo canxi ADC. Đầu tiên, tại sao canxi nitrat lại quan trọng như vậy? Không chỉ cung cấp canxi, một thành phần rất cần thiết cho cây trồng, canxi nitrat còn cung cấp nitrat giúp cây sinh trưởng tốt và xanh tươi. Canxi giúp cây cứng cáp hơn, giảm hiện tượng rụng hoa và rụng quả non. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vi lượng bo. Ngoài canxi và nitrat, loại phân bón này còn được bổ sung thêm bo, một vi lượng rất quan trọng cho quá trình thụ phấn và phát triển của hạt và quả. Nếu thiếu bo, cây trồng sẽ yếu ớt, dễ mắc bệnh, năng suất cũng sẽ giảm sút đáng kể. Chính vì vậy, phân bón canxi nitrat bổ sung vi lượng, bo, canxi ADC là sự lựa chọn tuyệt vời cho bà con nông dân. Hơn nữa, sản phẩm này còn phù hợp với rất nhiều loại cây trồng, từ rau màu, cây ăn quả cho đến cây công nghiệp. Cách sử dụng cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần pha lãng phân bón với nước theo hướng dẫn trên bao bì, sau đó tưới đều lên cây trồng. Nên tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát để cây hấp thụ phân bón tốt nhất nhé. Nhắc nhở nhỏ cho mọi người là hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và đeo đồ bảo hộ khi bón phân để đảm bảo an toàn. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy liên hệ ngay với nhà cung cấp để được hỗ trợ. Hãy nhớ rằng, sử dụng đúng cách và đều đặn, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt của vườn cây nhà mình. Cây trồng sẽ khỏe mạnh, cho năng suất cao hơn, chất lượng nông sản cũng sẽ tốt hơn. Vừa rồi, chúng ta đã cùng tìm hiểu về phân bón canxi nitrat bổ sung vi lượng, bo canxi ADC. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn, giúp bạn có một vụ mùa bội thu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên truy cập website zrplant.vn để tìm hiểu thêm về sản phẩm này, các sản phẩm khác nhé. Chúc bạn một ngày tốt lành.